Rồi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Thắng tiếp tục xin giới thiệu mọi người về gói cước data của SIM Vinaphone. Đây là gói cước đăng ký sử dụng trọn gói một tháng. Đó chính là gói Max. Và hôm nay Thắng xin giới thiệu về gói Max 100. Thì với 100.000 đồng một tháng, các bạn sẽ được là 30 GB data tốc độ cao. Và gói này không có giới hạn dung lượng sử dụng nha, không giới hạn dung lượng sử dụng, chỉ có giới hạn về băng thông. Sử dụng hết 30 GB băng thông tốc độ cao thì Vinaphone sẽ hạ băng thông xuống tốc độ thông thường, và bạn sử dụng bình thường cho hết cuối tháng luôn, không có giới hạn sử dụng. Riêng về gói 4G của Vinaphone, về gói 4G á, thì các bạn bất kỳ SIM nào và chuyên về 4G thì có hai gói, một gói tên là gói Max. Gói Max là các bạn đăng ký sử dụng trọn gói, chỉ giới hạn về băng thông tốc độ cao thôi. Còn gói big thì nó sẽ phân theo data theo ngày, data tốc độ cao theo ngày đó, hết sử dụng hết một ngày data ví dụ như 2 GB đó sẽ ngừng truy cập, sang ngày hôm sau sẽ được cung cấp tiếp. Thì hôm nay Thắng xin nói lại về gói cước Max và gói thấp nhất là Max 100. Với 100.000 đồng một tháng, các bạn sẽ được 30 GB data tốc độ cao. Khi sử dụng hết 30 GB data tốc độ cao sẽ vẫn tiếp truy cập bình thường, nhưng mà bị hạ băng thông xuống tốc độ thông thường thôi. Ví dụ đi, hôm nay là ngày 20, các bạn đăng ký gói Max 100 với chu kỳ là 30 ngày, thì tới ngày 30 hoặc ngày mùng 1 cho nó vậy ha, ngày 1 đi, các bạn sử dụng hết 30 GB data tốc độ cao này thì các bạn vẫn truy cập được internet cho tới ngày 20 nha. Nhưng băng thông nó bị chậm lại thôi, chứ còn các bạn vẫn xem YouTube, TikTok bình thường. Và các bạn để đăng ký được gói Max 100 này á, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp sau. Đó chính là KH1 khoảng trắng Max 100 và gửi đến đầu số 9123 của Vinaphone nha. Các bạn lưu ý, để đăng ký được gói cước này là trong tài khoản các bạn phải từ 100.000 trở lên, tại gói này là gói 100.000 một tháng. Và riêng gói Max và gói Big thì bất kỳ SIM nào đăng ký cũng được. Rồi, Thắng xin chân thành cảm ơn mọi người đã xem video này và đăng ký gói cước ủng hộ Vinaphone và ủng hộ cho Thắng. Thắng xin chân thành cảm ơn. Và nếu các bạn còn thắc mắc thì các bạn hãy để comment để Thắng có thể hỗ trợ thêm và tư vấn thêm. Hoặc mọi người cần đăng ký hoặc là kiểm tra xem SIM của mình có những gói cước nào hấp dẫn, siêu rẻ, combo thì cũng có thể comment ở dưới video này hoặc nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho Thắng nha. Thắng sẽ hỗ trợ kiểm tra cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn ạ.